quý vị, tại chùa Diệu Quang, thành phố Satana thì chúng tôi có dịp gặp sư bà Thích Cửu Diệu Từ, hiện chủ chùa Diệu Quang. Xin sư bà gửi lời chúc mừng năm mới đến bà con đồng hương, xin sư bà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước và trên hết xin kính chào anh Đinh Quang Thái Xuân Thái, kính chào Phật Thánh và xin kính chào tất cả quý vị xem đài 57.7. Trước thêm ngày đầu của năm mới xin nghe cầu chư Phật gia hội cho tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta ở khắp nơi trên thế giới được mọi điều an lành trong lễ đón cái xuân mới này, và cũng mong rằng năm cũ đã qua xa xôi hơn tất cả những cái không có gì, và năm nay chắc chắn sẽ chúng ta sẽ được những cái niềm vui, bởi vì trời đất mùa xuân về đẹp đẽ, lòng người cũng sẽ đẹp đẽ, và mong rằng những kẻ ác ngừng tay thương tội lỗi để chúng ta gặp nhau trong một cuộc đồng bào. Và dù người Việt của chúng ta có ly hương xa xứ chăng nữa, mỗi người một nơi nào đó, thì tình dân tộc quê hương trong ba ngày Tết vẫn đậm đà, vẫn rất là thương mến nhau, để rồi chúng ta đem lại niềm vui cho nhau trong những ngày xa quê. Thứ ba, chúng con vừa thưởng thức món phở ở đây rất là ngon, rất là tuyệt, và Phạm Thanh ăn đến hai tô lận, và bên trong chương trình cả nhà rất là hay. Thì nhân dịp xuân mới, sư bà cũng là người yêu thích thơ ca, sư bà có một câu thơ bài hát nào để gửi đến bà con đồng hương trong cái mùa xuân này thưa sư bà? Dạ, hôm nay tôi cũng có rất nhiều ca sĩ hát tặng, do vậy mà coi như tôi chỉ là tham dự thôi. Dạ, cảm ơn anh Phạm Thanh có những cái nhảy chuyện như thế chúng tôi, nhưng mà nhiều lúc cũng lớn tuổi rồi, cho nên để cho tất cả phát triển cái và mang lại cái niềm vui cho mọi người. Thưa bà, con mới nghe thông báo là cái chương trình xổ số để mà công đức là trùng tu lại chùa đó, thì cái chương trình đó như thế nào thưa sư bà? Khi mua cái nơi này nó cũng trả lớn, nó cũng cho nên đôi khi nó hư, chỗ này nó dùng đôi khi chúng tôi không có một cái ý kiến là sẽ thay đổi gì nhiều, chỉ sửa sang như vậy thôi, sửa sang để mà có chỗ sinh hoạt. Ông và thưa sư bà, cảm ơn sư bà, chúc sư bà năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ vâng, xin cảm ơn Phạm Thanh, chủ nhiệm tất cả các giám đốc như tất cả các đại diện và cho tất cả người Việt của chúng ta để tìm thương nhau, yêu thương đồng bào, để chúng ta sớm thấy được quý vị. Và bây giờ chúng tôi đang có mặt bên trong chùa Bảo Quang ở trên đường Liêu Hóp thuộc thành phố Santana. Nơi đây thì quý vị thấy là rất đông và bà con hương đang đứng trước chánh điện cũng như là trước cửa chùa để mà chụp hình. Và phải nói là cái đường vô cái khu vực này rất là khó khăn, ngay cả chúng tôi phải chạy một vòng mấy vòng mới có được phật kinh. Thì ngày xuân ngày Tết và ngày hôm nay, đặc biệt hôm nay là nhằm ngày thứ bảy nữa, thành ra là học sinh được nghỉ học, quý vị phụ huynh cũng được nghỉ làm, thành ra người phải nói là đến chùa rất là đông. Bây giờ thì chúng ta cùng gặp gỡ một số bà con đồng hương cùng nghe những lời chúc mừng năm mới, chúc Tết đồng năm cũng như là những ước nguyện năm mới như thế nào. Mới sức khỏe, xin bà cùng cô cũng gửi lời chúc năm mới đến mọi người. Dạ, dân ồn biết cầu ở trong tình hình nhiều, nhưng bây giờ bà cùng là ở chùa này hả? Đúng rồi. Còn chuyện mà đi viết thăm các thái chùa chùa này đẹp quá. Đó, chúng tôi ở bên chùa kia mới qua, nhưng mà thấy cái này
Năm mới bà cậu ước điều gì à, thứ ba? À năm mới hả? À? Chị ước con gái cho được sức khỏe thôi. À. À, tới chùa nào cũng lại Phật bà, Phật bà có Phật ông có chỉ xin cho mình sức khỏe. Rồi. À, còn bà, chị đây thì chắc là còn nhiều ước nguyện hơn phải không? À, quan hết đi má, bên đó Tết thế nào chị? À dạ bên đó thì ít Việt Nam nên không có lớn. Vậy đó, chị thấy Tết bên này thế nào? Ôi dạ quá vĩ đại. Vui quá phải không? Vui quá. Rồi, cũng có đôi lời chúc mừng năm mới đến mọi người. Dạ thì quý vị mạnh khỏe, vui vẻ. Dạ. À, cũng đến viếng chùa Quý Phật tại chùa Bảo Quang trong ngày hôm nay. Bạn trẻ này nói lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người đi. Dạ cảm ơn anh. Con nói chúc mừng năm mới đi. Dạ chúc mừng năm mới tất cả người ta sức khỏe, mạnh khỏe, vui vẻ, lành dịch, nhiều tiền, vui vẻ gì vậy. Wow, tiếng Việt không rành lắm nhưng mà chắc là con cũng hiểu lời chúc của em. Chị đi chùa năm nay cầu ước điều gì thưa chị? Dạ hôm nay em đi chùa cũng cầu ước cho tất cả gia đình được sức khỏe, rồi các cháu thì được ngoan học giỏi. Dạ. Có mong muốn gì cho cộng đồng của mình? Dạ, em rất là mong muốn cho cộng đồng của mình cũng được nhiều sức khỏe, với càng ngày càng phát triển mạnh hơn, và nhất là nước Việt Nam mình được có tự do. Rồi bây giờ các cháu tập trung nào, học qua nói Happy New Year nha, hay là nói chúc mừng năm mới đi. 1, 2, 3. Happy New Year. Rồi nói chúc mừng năm mới nha. 1, 2, 3. Các cháu rất là dễ thương. Trước bàn cầu Phật như vị thấy thì cũng có một cái lon tre để quý vị đến đây xin xăm xem trời vận năm mới như thế nào. Các em nhỏ này thì cũng không biết gì nhưng mà cũng thấy vui vui, thành thử ra đến lắc những cái tâm tre như thế này. Đó là những cái phong tục ngày xuân ngày Tết của Việt Nam khi mà đi viếng lễ chùa. Thấy có một cái bàn phúc pháp đầu năm mới cũng như là vẽ những cái bức tranh ảnh buông hoa lá rất là đẹp. Mà thay vì ông đồ thì ở đây là có một cô trẻ. Chị học cái này ở đâu mà vẽ đẹp như vậy? Cái này tự học. À, tự học đó. Wow. Chị cái chủ đề mà chị vẽ là cái gì? Này vẽ thư pháp. Ủa không phải, người ta vẽ thư pháp mà mình vẽ thư họa. À, thư họa. À, này giống như ví dụ như chữ này Đắk Lộc nè. Thì đây nó có chiếc lá hoặc là cái hoa hoặc là cái nghiệm hoa đại khái như vậy đó. Đôi khi mình có thể mình chấm phá lên thành như đây. Wow, hay quá. Thì tức là từ cái một cái chữ như vậy đó, cái bắt đầu mình có thể nghĩ ra nhiều cái hình con vật khác nhau. Thì nó là thư họa mà. Đôi khi nó là trừu tượng. Ai muốn tưởng tượng gì tưởng tượng. Wow. Ngày hôm qua nay thì có nhiều người đến đây thỉnh những cái bức tranh này không thưa chị? Dạ, mới làm 10 sáng tới giờ thì cũng đông người lắm. Dạ, hôm nay mùng 1 á. Chị thấy Tết năm nay thế nào? Tết năm nay thì lạnh hơn mọi năm á. Tại vì thì Linh giờ cũng khan tiếng rồi, nó hết nổi luôn. À, vậy đó. Năm mới chị có đầu ước điều gì và muốn lời chúc gì đến mọi người? Sự ra cái được ước sao, nhưng mà nói thêm cái này là vì cái môn này á là thì Luân sáng tạo ra cái chữ viết này cho nên là nó không có đụng hàng đó, khác với lại mấy người mà viết thư pháp á, cho nên là về phong cách của Thùy Linh riêng biệt, nó riêng biệt. Có nhận học trò chưa vậy? Dạ chưa, mới có ngày đầu đó. Vậy đó. Dạ. Sorry nha, bữa nay căng tiếng nói ra hơi rồi thôi, vì ráng nói một lời chút nữa là coi như xong. Chánh điện của chùa, quý vị thấy là sau lưng Phạm Thanh mái ngói cong màu vàng rất là đẹp, đặc biệt là cái nắng chiều nắng xuân trong ngày đầu xuân thì ánh lên làm cho ngôi chùa tự nhiên nổi bật lên giữa một cái khu vực như thế này. Chùa này cũng đã được xây dựng sửa chữa rất là nhiều, đặc
biệt là khu vực đậu xe đó, mặt kinh cũng đã được sửa chữa mới để mà có nhiều mặt kinh hơn, nhưng mà thật sự cũng không đủ, chùa cũng phải mượn thêm cái mặt kinh bên kia đường, rồi chưa kể là những cái khu vực xung quanh này nữa đậu kín hết tất cả mà vẫn không có chỗ để mà cho những người đi sau mà có thể có được một cái chỗ đậu xe trong cái ngày xuân ngày Tết này. Nhưng mà khi mà len lỏi được vào đây rồi, viếng Phật này kia, gặp gỡ mọi người, rồi chụp những bức ảnh đầu xuân có hoa đào hoa mai rất là đẹp, thì ai cũng vui vẻ cả.